gặp những khoảng cách như thế này thì mình cảm thấy rất sợ. Nhờ có bộ camera 360 Owin này thì mình đã vượt qua chướng ngại vật rất là dễ dàng. Mình còn làm được, các bạn nữ khác chắc chắn là sẽ làm được. Chào tất cả mọi người, mình là Thu Thủy, năm nay mình 25 tuổi. Công việc của mình là nhân viên kinh doanh. Hàng ngày mình phải lái xe đi đến rất nhiều nơi để giải quyết công việc. Thế nhưng các bạn thấy đấy, công việc lái xe đối với phụ nữ thường khó khăn hơn so với đàn ông. Hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều sản phẩm có thể hỗ trợ các chị em phụ nữ lái xe dễ dàng hơn. Và hôm nay Thủy sẽ cùng mọi người trải nghiệm một sản phẩm vô cùng thú vị và hữu ích cho việc lái xe. Nào, hãy cùng Thủy bắt đầu nhé. Chính là màn hình hiển thị của camera 360 Owin. Màn hình này được chia làm hai phần. Phần bên phải là hình chiếu mô phỏng 3D của chiếc xe. Phần bên trái cho chúng ta thấy hình ảnh chi tiết từng mắt camera. Khi lái xe, Thủy thường rất khó quan sát những vật cản ở xung quanh xe. Hệ thống camera 360 Owin được lắp tại những vị trí thích hợp xung quanh xe. Sẽ giúp chúng ta dễ dàng quan sát 4 điểm mù quan trọng ở phía trước, phía sau và hai bên hông xe. Camera còn hỗ trợ chúng ta khi đỗ xe tấp vào lề đường bằng vạch căn cách thân xe 25cm. Đặc biệt, chất lượng hiển thị của camera vô cùng chính xác. Bộ sản phẩm camera 360 Owin sử dụng cảm biến hình ảnh và lens kính của hãng Sony siêu nét cho hình ảnh cực kỳ chân thực. Ngoài ra, Owin được hỗ trợ công nghệ AHD. AHD là viết tắt của Analog High Definition, công nghệ camera analog đạt đến chất lượng HD. Do đó, tín hiệu hình ảnh truyền đi mà không cần phải nén lại như HDCVI là HDSDI. Tín hiệu truyền dẫn trên cắp đồng trục có thể lên đến 500m. Với mật độ giao thông đông đúc như ở Hà Nội, đặc biệt là vào giờ cao điểm, thì việc lưu thông xe cộ đối với Thủy rất là khó khăn. Nhờ có hệ thống camera mà Thủy di chuyển xe dễ dàng hơn, tự tin hơn. Khi gặp những khoảng cách như thế này thì mình cảm thấy rất sợ. Khi gặp những khoảng cách hẹp, khó quan sát, màn hình sản phẩm sẽ hiển thị hình ảnh của hai camera cùng lúc. Hai hình ảnh song song mà chúng ta đang thấy là hình chiếu đồng thời của hai phần mũi xe, là hai điểm mù cần quan sát khi xe đi qua khoảng cách hẹp. Nhờ có bộ camera 360 Owin này thì mình đã vượt qua chướng ngại vật rất là dễ dàng. Mình còn làm được thì các bạn nữ khác chắc chắn là sẽ làm được. Mỗi hành trình mà chúng ta đi qua sẽ được ghi lại đầy đủ bằng 4 mắt camera từ bộ sản phẩm camera 360 Owin này. Chúng ta có thể dễ dàng xem lại hành trình này trực tiếp trên màn hình hoặc dùng USB để chuyển dữ liệu vào máy tính. Bây giờ Thủy sẽ lùi xe vào trong nhà. Như các bạn nhìn thấy đấy, cổng và sân nhà mình thì rất là hẹp nên việc lùi xe vào trong nhà đối với Thủy rất là khó khăn. Nhưng từ khi có sự hỗ trợ của camera 360 Owin thì việc lùi xe vào trong nhà đối với Thủy trở nên dễ dàng hơn. Vạch dẫn hướng của Owin được nhà sản xuất phát triển theo phong cách Mercedes tạo nên độ chính xác gần như tuyệt đối, giúp chúng ta có thể căn đường khi tiến hoặc lùi một cách chính xác. Phần vạch màu vàng lớn thể hiện đường đi vào của lốp xe. Phần này sẽ giúp chúng ta tránh khỏi va chạm với các phương tiện hoặc vật cản. Khoảng cách từ vạch này tới lề là 25-30cm. Vạch màu đỏ là vạch giới hạn cách 3 đợt sốc 5cm. Ở đây chúng ta còn có thể nhìn thấy cả đuôi xe, nên độ chính xác ở đây là tuyệt đối, đảm bảo cho việc đỗ xe không bị va chạm. Vạch màu vàng ở vị trí thứ hai, vị trí giữa này, cách đuôi xe 15cm. Vạch màu vàng thứ ba có khoảng cách tới đuôi xe là 35cm. Tất cả những vạch này đều có độ chính xác tuyệt đối để chúng ta có thể dễ dàng thấy được khoảng cách và hướng di chuyển cho xe của mình. Màn hình ở phía bên trái là phần hiển thị chi tiết các góc để chúng ta dễ quan sát khi di chuyển. Ngoài ra, màn hình hiển thị chi tiết còn cho thấy hình ảnh mũi xe với độ chính xác tuyệt đối để chúng ta không cần phải lo va chạm với xe đằng trước. Khi lùi xe, chúng ta có thể quan sát lốp sau qua hình ảnh camera hoặc bật xi nhan để quan sát hình ảnh từ gương đến mũi xe.
Như vậy, chúng ta có thể quan sát được tất cả những góc khuất, khiến cho việc lái xe và lùi xe trở nên dễ dàng, không va chạm với vật cản xung quanh. Ngoài những tính năng hỗ trợ trong khi lái xe, chiếc camera 360 Owin này còn có hệ thống an ninh bằng G-Sensor cực kỳ hiện đại. Hệ thống này sẽ tự động ghi lại hình ảnh xung quanh xe khi phát hiện có rung động. Tính năng điện áp xe. Khi điện áp thấp, sản phẩm sẽ tự động ngắt hệ thống camera để bảo vệ ắc quy. Vậy là vừa rồi mình đã có một buổi trải nghiệm với chiếc camera 360 Owin. Theo mình thấy, chiếc camera này có tính năng hỗ trợ cho việc di chuyển xe dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ. Hy vọng với sản phẩm này, mình mong các bạn sẽ có một chuyến đi an toàn, vui vẻ cho bản thân, gia đình và bạn bè. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng Thủy trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại! Camera 360 Owin, tầm nhìn của chúng tôi vì an toàn của bạn.